Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Bên em chuyên về đầu MD ha, đầu DAC và đầu DAT. Thì hiện tại những cái đầu đát mà màu vàng gold thì em đang có những cái con như sau. Ở phía trên này là một con đát Tech R10 ha, đát Tech R10. Những cái đầu này em bán ra thì em đảm bảo cho mình là máy móc nguyên bản, nguyên zin ha và hoạt động tốt. Đát Tech R10 thì nó có cái hai cái hồi gỗ chặt gốc ha, chặt gốc theo kiểu như thế này. Đó. Con này giải mã thì cần đĩa mồi. Tiếng của nó thì sắc nét hơn cái dòng Sony nha cả nhà. Tiếng thì nó còn sắc nét hơn dòng Sony ha. Đó, và đèn tia của nó thì đèn của nó màu cam, rất là đẹp. Con Tech này không có khiển, giá của nó là 10 triệu đồng. 10 triệu nha cả nhà. Rồi phía dưới này là hai con 77 ES ha, 77 ES. Thì cái con ở giữa này, có cái khiển, này ha. Đây khiển này, giá là 12 triệu 500 ngàn. 12 triệu 500 ngàn nha cả nhà. Dạ. Rồi con ở phía dưới này, đắt 77 ES ở dưới này là con có thùng, con có thùng shop ha, và khiển zin đúng đời. Đây khiển zin đúng đời của nó là đây nha cả nhà. Đó. Thì con này nó có giá 15 triệu ở nhà nha, 15 triệu ha. Đó, thùng của nó thì nằm ở kia. Đây, tất cả hai thì đều thu phát hoàn hảo nha cả nhà. Thu phát hoàn hảo ha. Đó. Con ở dưới này là con có thùng ha. Có tem ha. Đó. Còn con ở trên này thì không thùng. Giá rẻ hơn. À, con này nó có sức một chút xíu ngay đây ha. Đó. Rồi em sẽ, thứ nhất là em sẽ mở nắp cho cả nhà mình coi cái nội thất của con Tech ha. Cái thứ hai là em sẽ so sánh cho cả nhà mình chất âm của hai con này ha, để xem tiếng của Sony và tiếng của Tech thì con nào nghe nó nghe nhanh như thế nào ha. Dạ. Đây là hồi gỗ ha, hồi gỗ. Thì con Tech á, thì nó gấu hơn cái con Sony bởi vì là nó có cổng quang nè, cổng quang vào nè ha. Cổng đồng trục vào, quang ra, đồng trục ra. Ngoài ra thì nó còn có cổng ba lăng cả nhà ha. Này là AV vào nè, này là AV, này là ba lăng vào nè. Còn này là AV ra ha. AV ra thì nó có hai đường. Một đường là chỉnh được âm lượng và một đường không chỉnh được âm lượng ha. Ngoài ra nó có thêm cổng ba lăng ra nữa. Thì con này nó gấu hơn. Tuy nhiên nó rẻ hơn bởi vì sao, nó xài nó khi mà giải mã nó cần đĩa mồi ha. Yeah. Và em mua cũng rẻ cho nên em bán cho cả nhà mình rẻ nha. Theo em biết thì giá thị trường con này nó tầm 12 đến 15 triệu. Nhưng mà em bán chỉ có 10 triệu thôi ha. Dạ, 10 triệu thôi. Con Tech này cũng được sản xuất tại Nhật ha. Điện 100V. Công suất tiêu thụ điện là 32W. Còn con 77 ES thì công suất tiêu thụ điện của nó là 33W ha. Dạ, lớn hơn một chút. 77 ES thì là dòng hàng gia dụng, hàng gia đình ha, cho nên là nó không có cổng ba lăng phòng thu giống như kiểu, hay là cao cấp như kiểu con Tech. Thì đây là con cổng, các cổng của con DAT 77 ha. 77 thì có đường, đây là đường analog in ha. Đường này đường out xuống âm ly. Mình có đường quang và đường đồng trục vào để giải mã. Đây là đường quang và đồng trục ra ha. Đó. Em sẽ mở nắp cái con Tech này cho cả nhà mình xem cái nội thất nó một tí. Dạ. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với phần em test chất âm của hai cái đầu con ở trên đó là con 77 ES ha, và con ở dưới là con DAT Tech R10. Thì em sử dụng một bộ chuyển đổi tín hiệu AVGX S367 ha. Con này có giá là 5 triệu ha. Nếu mà lấy cái hồi gỗ này thêm 500 ngàn giúp em. Rồi bây giờ mình sẽ nghe cái con 77H trước ha. Đây 77, mình sẽ nghe 77H trước, sau đó mình sẽ cho con Tech R10 nó hát để cả nhà mình so sánh được cái chất âm của hai con ha. Đây thank you.
chết như lá thu rơi. Nếu nếu ngày ấy mình đừng quên nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Nhớ như một chiều em đến thăm, ngoài trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường trơn ướt, em đến thăm tôi. Nhớ như ngày ấy mình cầm tay nhau, nhìn hạt mưa, ước mơ ngày sau sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Thôi trả cho người, vì ngày mai tôi sẽ xa rời, kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió xa đi, vì làm trai tôi đành lỗi hẹn, những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé, xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau thì ngày nay có đâu buồn đau, nhưng khi mình xa nhau có đâu buồn đau. Mình vừa nghe đó là con Datsuni 77ES nha cả nhà ha. Rồi bây giờ mình sẽ nghe xuống con ở dưới ha. Con ở dưới thì nó nằm ở đường số 5 này. Lưu ý giúp em là con Datsuni thì giải mã không cần đĩa mồi ha. Còn con Datsuni R10 thì mình phải cần có cái băng ở trong. Rồi bây giờ mình sẽ nghe con R10 nha. Xin trả cho người, vì ngày mai
tôi sẽ xa rời. Kỷ niệm đành xa rời mãi. Trên con đường sóng gió ra đi, vì làm trai tôi đành lỗi hẹn. Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. Nếu một ngày không có tôi, thì người yêu ơi, đừng quên tôi nhé. Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. Nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau. Nhưng khi mình xa nhau, có đâu buồn đau. Theo cảm nhận của em thì Sony nó sáng tiếng ha, đó, giải cao nó rất là tốt nhưng mà nó không chi tiết tách bạch bằng TR10. Thì đó là ý kiến riêng của em. Tiếp sau thì em sẽ thử khi mà cho nó làm giải mã ha. Con này giải mã không cần để mồi nè. Mình sẽ cho nó giải mã một cái bài nào đó. Đây, mình sẽ nghe đắt TR10 giải mã trước nha cả nhà. Bấm nút red này nha. Đó thì nó sẽ giải mã. Sony ha. Mình vừa thưởng thức sự trình diễn của DAT Sony 77AS ha, cũng như là con DAT TR10. Thì bác nào yêu chất âm của hai con này thì liên hệ với em ha.
À, em ship hàng toàn quốc, chuyển khoản đủ thì em sẽ miễn phí ship ha. Đặt cọc 15% giá trị máy, nhận hàng trả tiền thì trả luôn phí ship giùm em. À, một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Và đây là cái nắp của con TECR10 ha. Và hai cái má gỗ. Thì hai cái má gỗ này nó có hai cái miếng đồng cả nhà ha. Đây hai cái miếng đồng. À, cơ của con TECR10 thì nó giống như cơ của con Dat Tacam 30 cả nhà, y chang ha, nó sử dụng cùng một cơ. Tech với Tacam là một cả nhà ha. Đó. Cho nên đây cái đầu từ của nó đây ha, đầu từ. Đầu từ của nó, của đầu Dat thì nó giống như là đầu băng cassette cả nhà. Đó. Rồi nội thất thì em cho bao cho cả nhà mình là nguyên bản nguyên zin ha, có như thế nào thì em bán như thế đó. Ha. Đây là nội thất của con Tech. Nó có mấy tầng ha, ở trên này một tầng và ở dưới này có nó một tầng vỉ nữa cả nhà, hai tầng ha, nó có hai tầng vỉ. Cơ này, cái cơ này thì còn cái đầu từ này nhìn có vẻ còn rất là mới cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ đi test phần âm thanh cả nhà ha. Dạ. Yeah.